Nghệ nhân vừa gửi đến cho chương trình ngày hôm nay một tiết mục rất là đặc biệt. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng thưởng thức 20 câu năm xuân với bài Dòng nhạc tôi yêu qua phần biểu diễn của nghệ nhân Ngọc Hân. Oh, la, 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 la.
rồi tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức bài Tự Hào Đồng Tháp Quê Em qua phần biểu diễn của bé Tường Vi. Nghề sẽ truyền nghề, nghề giữ nghề để chúng ta còn mãi được nghe tài tử cải lương. Và bây giờ thì chúng tôi xin dẫn của nghệ nhân Kim Phượng với bài Oai Linh Đồng Tháp. Thiếu bằng kéo xuống đi.
còn tuôn trái chiều tiếp dần trôi mà bóng hoài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.